Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có công văn số 334 thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố liên quan đến dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng Monachi. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Thanh tra thành phố và các đơn vị liên quan ra soát báo cáo về các nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án Monachi B là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng. Sở Tài nguyên và Môi trường xác định nghĩa vụ tài chính phát sinh do điều chỉnh quy hoạch tại dự án khu chung cư Monachi B. Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành báo cáo gửi hồ sơ đến Sở Xây dựng trước ngày 10 tháng 7 năm 2021 để báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét quyết định. Sở Xây dựng, chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan tiến hành ra soát tổng hợp có báo cáo đầy đủ và nêu quan điểm rõ ràng về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư cấp phép xây dựng và các nội dung khác có liên quan. Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định trước ngày 20 tháng 7 năm 2021. Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà, chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân phường An Hải Tây và các đơn vị liên quan có trách nhiệm bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực. Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu khẩn trương hoàn thành các nghĩa vụ tài chính và các thủ tục khác theo đúng quy định pháp luật nghiệm thu phòng cháy chữa cháy nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng